Các em học sinh khối lớp 8 trường Trung học cơ sở Chu Văn An thân mến. Với nội dung ôn tập kiểm tra định kỳ giữa học kỳ 2, qua video này, cô mong các em học lại những kiến thức cũ để làm bài thi kiểm tra cho tốt. Bây giờ, cô xin mời các em cùng vào tiết học. Chúng ta sẽ tổng kiểm tra kiến thức 3 phân môn gồm có văn, tiếng Việt và tập làm văn. Về giới hạn nội dung thì các em sẽ phải học các bài từ tuần thứ nhất đến tuần thứ bảy của học kỳ 2. Về hình thức kiểm tra thì chúng ta sẽ làm bài tự luận trong thời gian là 90 phút. Thời gian thực hiện bài kiểm tra theo dự tính là tuần 8 học kỳ 2. Bây giờ, cô mời các em đi vào phần nội dung ôn tập. Về cấu trúc bài thi thì chúng ta có hai phần. Phần thứ nhất thì các em phải trả lời các câu hỏi sau khi các em đọc cái ngữ liệu ngoài sách giáo khoa. Vậy chúng ta sẽ trả lời những câu hỏi nào? Thứ nhất, các em phải xác định phương thức biểu đạt chính của ngữ liệu, hoặc các em xác định nội dung ý nghĩa đặt nhan đề cho ngữ liệu. Sau đó, chúng ta phải viết từ 3 đến 5 dòng về ý nghĩa của ngữ liệu hay là một chi tiết nhỏ có trong đó. Đây chính là những cái kiến thức về nhận biết về văn bản các em. Sau đó thì chúng ta sẽ làm một cái bài tập tiếng Việt bằng cách là xác định yếu tố tiếng Việt có trong cái ngữ liệu đó. Thì yếu tố tiếng Việt chúng ta đã học thì chúng ta lưu ý những câu như là câu nghi vấn, là câu cầu khiến, câu cảm thán, câu trần thuật, câu phủ định và hành động nói. Bây giờ cô và các em cùng ôn lại các cái phương thức biểu đạt. Thì phương thức biểu đạt có thể hiểu đó là một cái cách thức mà một người sử dụng để truyền đạt thông tin mà mình muốn cung cấp cho người khác. Và thông qua cái cách thức này, một người có thể biểu đạt, truyền tải đến người khác, hiểu được cái ý nghĩ, tâm tư, tình cảm của mình. Trong tiếng Việt thì chúng ta có tất cả là 6 cái phương thức biểu đạt. Phương thức biểu đạt thứ nhất, đó là phương thức biểu đạt tự sự. Thì đây là một cái phương thức mà người sử dụng sẽ vận dụng các ngôn ngữ để kể lại một chuỗi các sự việc nào đó cho người khác. Thì phương thức tự sự này được dùng trong các cái câu chuyện kể các em hay học đó, người ta gọi là văn học nghệ thuật, các cái văn bản tường trình tường thuật hoặc là trong báo chí. Phương thức thứ hai đó là phương thức biểu đạt miêu tả. Thì đây là phương thức mà người sử dụng dùng cái ngôn ngữ để cho người nghe, người đọc có thể hiểu được, có thể hình dung ra được một cái nhân vật, một cái sự việc mà người nói, người viết đang đề cập tới. Thì cái phương thức này cô nghĩ các em cũng rất là quen thuộc rồi, được sử dụng trong văn tả người hoặc là tả cảnh. Phương thức thứ ba, đó là phương thức biểu cảm. Thì đây là phương thức mà người nói, người viết muốn sử dụng ngôn ngữ để bộc lộ những cái cảm xúc của bản thân mình. Thì phương thức này thường được sử dụng trong thơ, trong ca dao, trong văn nghệ thuật, văn chương nghệ thuật, vân vân. Phương thức thứ tư, đó là phương thức nghị luận. Thì đây là cái phương thức mà người viết, người nói muốn sử dụng cái ngôn ngữ của mình để trình bày cái ý kiến của mình. Thì các em thấy nó được sử dụng trong văn nghị luận. Phương thức thứ năm, đó là phương thức thuyết minh. Thì đây là cái phương thức mà người viết sử dụng cái ngôn ngữ để trình bày, cung cấp những cái kiến thức, những cái đặc điểm, những tính chất của đối tượng được đề cập đến. Thì phương thức này mình đang sử dụng trong văn thuyết minh đó. Ví dụ như là thuyết minh về một món ăn, thuyết minh về một địa điểm du lịch vân vân. Cuối cùng là phương thức hành chính công vụ.
Thì đây là phương thức thường được dùng trong giao tiếp giữa các cơ quan nhà nước đối với công dân. Thì phương thức này thường được sử dụng trong các thể loại không được sử dụng trong các thể loại văn học nha các em. Thì dấu hiệu nhận biết của nó trong các văn bản này thường có ví dụ như quốc hiệu nè, tiêu ngữ nè, ngày tháng năm lập văn bản nè, rồi thông tin của người ra văn bản, thông tin của đơn vị cá nhân nhận văn bản vân vân. Như vậy là cô vừa ôn lại cho các em 6 phương thức biểu đạt. Các em cần lưu ý nhé. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em cái cách xác định nội dung và ý nghĩa của ngữ liệu. Thì khi có ngữ liệu rồi, là một đoạn văn, là một câu chuyện hay là một bài thơ thì các em phải luôn luôn đọc kỹ cái ngữ liệu này. Rồi sau đó chúng ta sẽ dựa vào thứ nhất là nhan đề và câu chủ đề. Thì cái câu chủ đề và nhan đề này nó sẽ quyết định rất nhiều đến cái nội dung chính của ngữ liệu. Sau đó các em sẽ chú ý các cái từ ngữ, các cái chi tiết nổi bật. Những cái từ ngữ mà được lặp đi lặp lại á, thì các em phải chú ý nhiều nhất. Sau đó các em phải đặt câu hỏi là vậy cái ngữ liệu này nó viết về cái gì? Nó có cái nội dung như thế nào? Đó. Và khi ghi lại cái nội dung chính của ngữ liệu này á, nhất là văn bản á, thì các em phải trình bày một cách rõ ràng, ngắn gọn, tránh viết lan man và dài dòng. Còn đối với thơ thì chúng ta quan tâm đầu tiên tới cái nhan đề. Sau đó các em đọc kỹ cái đoạn thơ bài thơ đó. Các em tìm xem cái hình tượng trung tâm nào được lột tả rõ không? Mỗi người chúng ta sẽ có một cái cảm nhận riêng về cái đoạn thơ bài thơ. Nhưng mà chung quy thì cái nội dung nó sẽ nằm trong cái bề nổi của câu chữ, cái hàm ý của câu chữ đó. Đó, cho nên các em chú ý nha. Các em cần phải đúc kết lại, bóc tách lại, rồi các em gộp ý lại nha. Thì như vậy các em mới xác định đúng được cái nội dung và ý nghĩa của ngữ liệu, đặc biệt là thơ nha các em. Khi gặp câu hỏi đặt nhan đề cho ngữ liệu, có nghĩa là chúng ta sẽ đặt nhan đề cho một cái đoạn văn, một bài thơ, một đoạn thơ gì đó vân vân. Thì các em phải chú ý nè. Chúng ta bám sát vào nội dung, bám sát vào ý nghĩa và đặc biệt là thông điệp của ngữ liệu. Bám thực sát và khi đặt nhan đề chúng ta cũng phải đặt đúng cái nội dung, đặt đúng cái ý nghĩa và thông điệp của ngữ liệu. Khi xác định các yếu tố tiếng Việt đã học có trong ngữ liệu thì các em phải nhớ lại nắm được các cái đặc điểm hình thức và chức năng của các kiểu câu sau đây. Thứ nhất là kiểu câu nghi vấn. Thứ hai là câu cầu khiến. Thứ ba là câu cảm thán. Thứ tư là câu trần thuật. Và thứ năm là câu phủ định. Các em nhớ là các em phải nắm được cái đặc điểm và hình thức, chức năng của các câu này nha. Các em phải so sánh giữa câu trần thuật với các kiểu câu khác. Về hành động nói thì các em nhớ đây là một cái hành động được thực hiện bằng lời nói nhằm một cái mục đích nhất định. Thì các kiểu hành động nói thường thường gặp đó như là hỏi nè, như là trình bày nè, như là điều khiển nè, như là hứa hẹn hoặc là bộc lộ cảm xúc. Thì cách dùng hành động nói các em nhớ là cách dùng trực tiếp và cách dùng gián tiếp. Các em nắm được khái niệm và các kiểu hành động nói đó, xác định được cái hành động nói và cách dùng cái hành động nói trong ngữ cảnh nhất định. Thì có như vậy thì các em mới xác định được đúng các yếu tố tiếng Việt có trong ngữ liệu. Như vậy là các em về luyện tập lại, xem lại các bài tập và học lại các khái niệm về các cái loại câu mình đã học nhé các em. Để nhắc các em nhớ lại cái kiến thức về tiếng Việt, bây giờ cô và các em sẽ làm một cái bài luyện tập nhỏ thôi. Cô có 5 câu thì chúng ta phải xác định cái kiểu câu. Đầu tiên thì chúng ta đi vào câu A. U nó không được thế. Quan sát về hình thức ta thấy nó có dấu chấm than.
Ta thấy nó có từ cầu khiến, đó là từ không được. Xét về chức năng thì ta thấy rõ ràng là nó cầu khiến rồi. Vì đây là lời của anh Dậu yêu cầu chị Dậu không được đánh nhau với tên Cai Lệ và người nhà Lý Trưởng, cho nên chắc chắn nó sẽ là câu câu cầu khiến. Câu B. Xưa, nhà Thương đến vua Bàng Canh 5 lần dời đô, nhà Chu đến vua Thành Vương cũng 3 lần dời đô. Thì đây là một cái lời nhận định của ông Lý Công Uẩn. Xét về hình thức, ta thấy nó không hề có những cái từ ngữ cầu khiến, từ ngữ nghi vấn, từ ngữ cảm thán vân vân, thì chắc chắn nó sẽ là câu câu trần thuật. Câu C. Con có nhận ra con không? Chấm hỏi. À, nhìn thấy câu chấm hỏi thì ta biết nó chắc chắn có thể nó sẽ là câu nghi vấn. Vậy xem nó có từ nghi vấn không? À đây, có từ nghi vấn là không. Như vậy câu này về hình thức và về chức năng thì ta thấy rõ ràng nó lại vừa có cái hình thức của câu nghi vấn lại vừa có chức năng để hỏi nữa, cho nên chắc chắn nó là câu câu nghi vấn. D. Các em đừng khóc. À, câu này quan sát thì ta thấy nó có dấu chấm nè. Nhưng mà dấu chấm này có phải là kết thúc của câu trần thuật hay không? À, không, nhưng nó có cái từ cầu khiến là từ đần. Như vậy ta xem nè, nếu cái ý nghĩa cầu khiến mà nó nhẹ thì kết thúc nó sẽ là dấu chấm chứ không phải dấu chấm than. Cho nên xét về chức năng và ý nghĩa thì ta thấy rõ ràng là nó là câu cầu khiến. Câu E. Ha ha chấm than, một lưỡi gươm chấm than. Thì ha ha, các em nhìn vào các em biết ngay nó là cái từ ngữ bộc lộ cái cảm xúc vui sướng, nụ cười vui sướng hạnh phúc, thì thấy một cái lưỡi gươm thì chắc chắn nó sẽ là câu câu cảm thán. Câu G. Làng tôi ở vốn làm nghề chài lưới, nước bao vây cách biển nửa ngày sông. Đây là một câu thơ của nhà thơ Tế Hanh giới thiệu về cái làng quê của mình. À, thường thường thì các em thấy là những cái câu thơ thì nó hay bộc lộ cái cảm xúc phải không? Chắc ta nghĩ nó là câu câu cảm thán đúng không? Nhưng mà các em ơi, nó không phải đâu. Mặc dù nó bộc lộ cảm xúc nhưng nó không hề có từ ngữ cảm thán nào ở đây hết nha. Nó chỉ đưa ra một cái nhận định, nó đưa ra một cái thông báo về làng quê của mình thôi, nên chắc chắn nó không thể là câu cảm thán được, mà nó chính là câu trần thuật. Các em sang cái bài tập số 2 để chúng ta ôn lại cái kiểu hành động nói của 5 cái câu sau đây. Đầu tiên thì chúng ta sẽ xét theo cái kiểu câu và chúng ta sẽ xét theo cái mục đích nói để chúng ta xác định cái kiểu hành động nói. Ở câu A, đẹp vô cùng Tổ quốc ta ơi, ta thấy mục đích nói ở câu này chính là để bộc lộ cảm xúc. Và câu này các em thấy không, nó cũng là câu cảm thán vậy. Vậy cái hành động nói đây là bộc lộ cảm xúc. Câu B. Nhà cháu đã túng, lại phải đóng cả suất xu của chú nó nữa, nên mới lôi thôi như thế. Chứ cháu có dám bỏ bể tiền xu của nhà nước đâu. À, với mục đích nói như vậy, thì chắc chắn hành động nói của chị Dậu ở đây chính là hành động phủ định cái sự việc chắc chắn chị không dám bỏ bể tiền xu của nhà nước. Như vậy hành động nói ở đây là phủ định vấn đề. Câu C. Các em phải gắng học để thầy mẹ được vui lòng và để thầy dạy các em được sung sướng. Như vậy xét về mục đích nói, các em thấy đây là lời khuyên bảo của thầy dành cho các em. Vậy đây là kiểu hành động nói khuyên bảo. Câu D. Nếu không có tiền nộp xu cho ông bây giờ thì ông sẽ dỡ cả nhà mày đi chứ chửi mắng thôi à. À, đây chắc chắn là cái mục đích nói dùng để đe dọa, cho nên hành động nói là hành động đe dọa. Câu E. Xem khắp đất Việt ta, chỉ nơi này là thắng địa. Chắc chắn các em nhìn thấy mục đích nói của Lý Công Uẩn đó là khẳng định thành Đại La chính là cái nơi thắng địa để cho chúng ta xây dời đô qua đó. Đó, thì đây hành động nói đó là hành động khẳng định. Như vậy là cô và các em vừa mới ôn tập xong về các kiểu câu và các kiểu hành động nói. Cô hy vọng là các em sẽ nhớ lại bài,
học lại và để làm bài cho đúng nhé. Bây giờ ta sẽ sang phần thứ hai, đó là chúng ta sẽ làm bài tự luận tập làm văn, nghị luận về một tư tưởng đạo lý. Thì phần này các em sẽ có 6 điểm đó nha, cho nên rất là quan trọng. Cô và các em cùng tham khảo 3 cái tư tưởng đạo lý mà chúng ta chú ý nha. Cái tư tưởng đạo lý thứ nhất, đó là câu nói của Lenin: học, học nữa, học mãi. Tư tưởng và đạo lý thứ hai, đó là giá trị lớn lao của tinh thần tự học. Tư tưởng và đạo lý thứ ba, đó là cái câu nói của Tổng thống nước Mỹ Franklin, từng cho rằng sự ngu dốt không đáng xấu hổ bằng việc không chịu học hỏi. Như vậy là nhiệm vụ của các em là phải làm một cái bài nghị luận làm sao để thuyết phục được người nghe, người đọc tin tưởng và làm theo, hoặc là thuyết phục được người nghe, người đọc về cái tư tưởng đạo lý này là đúng đắn hoặc là không đúng đắn, không tốt đẹp. Chúng ta vừa mới đọc xong 3 cái tư tưởng đạo lý, hay còn gọi là 3 cái dàn bài đó các em. Như vậy muốn làm được cái bài về bài nghị luận về tư tưởng đạo lý thì chúng ta phải nắm được cái dàn ý chung của bài nghị luận về tư tưởng đạo lý. Nè, cô và các em cùng nhắc lại nha. Phần mở bài thì các em phải nêu được vấn đề cần bàn bạc, có nghĩa là chúng ta phải nêu được cái tư tưởng, cái đạo lý nào mà chúng ta đang bàn bạc. Rồi sau đó chúng ta sang phần thân bài. Thì trước khi sang phần thân bài, các em phải có một cái câu chuyển để cho cái bài của mình liền mạch. Thì trong phần thân bài này, chúng ta thấy là chúng ta có hai cái bước lớn. Một là chúng ta phải giải thích vấn đề, có nghĩa là chúng ta phải giải thích cho rõ cái tư tưởng đạo lý đó nó có ý nghĩa gì, nó có cái nội dung gì, để làm sao cho nó thiết thực và gần gũi để người nghe, người đọc người ta hiểu ra vấn đề. Sau khi giải thích rồi thì các em sang cái phần bàn luận. Thì đây là cái phần được xem là linh hồn, được xem là quan trọng trong phần thân bài. Thì trong phần bàn luận này thì đầu tiên chúng ta phải làm rõ cái tư tưởng đạo lý đó bằng lý lẽ và dẫn chứng, bằng cách là chúng ta sẽ trả lời tại sao và vì sao. Và sau khi trả lời bằng lý lẽ và dẫn chứng để làm rõ cái tư tưởng đạo lý đó rồi, thì chúng ta thuyết phục người đọc rõ hơn là chúng ta phải khẳng định nó là đúng hay là sai, thì chúng ta phải cần thực hiện nó hay không. Trong phần bàn luận này thì chúng ta cũng cần phải phê phán những cái biểu hiện mà nó đi ngược lại với lại cái tư tưởng đạo lý. Thì sau khi phê phán rồi thì chúng ta phải đưa ra cái hướng hành động để chúng ta giải quyết nó, để chúng ta thực hiện nó cho nó tốt đẹp hơn. Như vậy trong phần bàn luận này, cô nhắc lại, thì chúng ta có các bước như sau. Chúng ta sẽ làm rõ cái tư tưởng đạo lý đó bằng cách trả lời các câu hỏi và đưa ra lý lẽ bằng chứng để làm sáng tỏ nó. Sau đó chúng ta phê phán và đưa ra cái hướng hành động. Rồi chúng ta chuyển sang phần kết bài. Thì khi chuyển chúng ta cũng phải có câu chuyển nha các em. Trong phần kết bài thì chúng ta có hai bước. Bước thứ nhất là chúng ta sẽ nhận định lại, kết luận lại cái tư tưởng đạo lý đó. Rồi sau đó chúng ta liên hệ bản thân. Liên hệ bản thân xem là chúng ta có thực hiện được cái đạo lý này chưa, có làm được cái tư tưởng này chưa. Đó. Rồi như vậy là cô vừa nhắc lại cái dàn ý chung của một bài văn nghị luận về tư tưởng đạo lý. Các em cần phải học thuộc, cần phải nhớ từng bước một. Có nhớ và có học thuộc như vậy thì các em mới làm được bài. Và bây giờ chúng ta sẽ bước sang một cái bước quan trọng, đó là chúng ta sẽ tìm hiểu về cái dàn ý cụ thể. Bây giờ cô và các em sẽ cùng lập một cái dàn ý chi tiết cho cái đề bài số 3 này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ xem phần mở bài. Phần mở bài thì các em phải giới thiệu được cái tư tưởng của câu nói.
cả một cái câu nói này. Đó là đề cao cái tinh thần ham học hỏi, chê trách cái thói lười biếng, thụ động, giấu dốt của con người. Thì đây chính là cái tư tưởng của cái đạo lý. Đó là phải ham học hỏi, ham hiểu biết. Về phần thân bài, bước 1 thì ta sẽ giải thích cả câu nói. Thì với cái câu nói này thì các em cần phải giải thích cho mọi người hiểu rằng những cái kẻ mà dậm chân tại chỗ, có nghĩa là những cái kẻ mà bằng lòng với những cái cũ, hoặc là những cái kẻ giấu dốt không có chịu học hỏi á, thì đáng trách hơn cả những người ngu dốt nữa. Sau khi chúng ta giải thích xong câu nói thì chúng ta sang cái phần bàn luận về tư tưởng. Để bàn luận về cái tư tưởng này thì chúng ta sẽ phải lập luận và trả lời cho hai cái vấn đề sau đây. Một là hậu quả của những người không chịu học hỏi thì sẽ có những cái hậu quả gì? Và hai là nếu mà chịu khó học hỏi, chịu khó học tập thì ta sẽ đạt được những cái thành công gì? Thì khi ta lập luận, ta dùng lý lẽ, ta bàn bạc, có nghĩa là ta giải thích, trả lời cho cái hai cái câu hỏi này, thì đó là chúng ta đang bàn luận và nêu ra cái suy nghĩ của mình về cái tư tưởng trên. Các em thấy là hậu quả của những người không chịu học hỏi là luôn luôn thất bại và thấp kém. Chắc chắn là họ không được mọi người tin tưởng và tôn trọng rồi. Đặc biệt là trong cái xã hội tiến bộ ngày hôm nay á, chúng ta sẽ làm việc nhóm nè, làm việc tập thể nè. Cho nên là những ai mà chăm chăm cho mình là đúng, không có biết lắng nghe hoặc không có biết thay đổi, vì lười biếng hoặc là vì ngại khó, thì chắc chắn cái kết quả học tập, kết quả làm việc sẽ không có tiến bộ. Thật là đáng buồn, thật là đáng xấu hổ. Cho nên nếu ta chịu khó học hỏi thì ta sẽ đạt được cái gì? Một là chịu khó học hỏi giúp cho chúng ta gặt hái được rất nhiều thành công trong cuộc sống. Là các em phải tìm dẫn chứng ra. Đó, thời xưa thì có những ai, nhân vật nào? Ngày nay thì có những người nào, có những nhân vật nào mà tinh thần ham học hỏi giúp họ gặt hái được rất nhiều thành công trong cuộc sống, có thể trở thành những cái danh nhân trong cuộc sống. Cho nên các em tự tìm nha, và các em sẽ tìm sao cho nó phong phú, cho nó hấp dẫn. Nhưng mà chúng ta tìm, ta cũng đừng lan man, ta chỉ tìm những cái dẫn chứng nào, những cái nhân vật nào nó thuyết phục nhất, nó rõ ràng nhất. Rồi ta cũng thấy là ông cha ta cũng dạy cách học tập chủ động qua cái câu tục ngữ, đó là muốn biết phải hỏi và muốn giỏi phải học. Như vậy là để bàn luận về cái tư tưởng này thì chúng ta phải lập luận bằng cách trả lời hai cái chi tiết A và B, thì chúng ta sẽ coi như là bàn bạc và giải quyết được vấn đề. Trong phần bàn bạc thì chúng ta còn có phần đánh giá câu nói này đúng hay sai. Sau khi đánh giá câu nói rồi thì chúng ta sẽ sang phần phê phán. Ta phê phán những cái kẻ lười nhác, không có tinh thần ham học hỏi, và phê phán những cái kẻ luôn xem mình là biết tuốt, luôn đúng, luôn tài giỏi. Sau khi phê phán rồi, chúng ta sang giải pháp và hướng hành động. Thì để tăng cái tính học hỏi một cách tự nhiên thì chúng ta cần củng cố lại những cái kiến thức đã học, đã hiểu biết. Ta tận dụng mọi cơ hội để chúng ta học tập. Ta luôn cố gắng cập nhật những cái kiến thức hiện tại, không ngừng phát triển những cái kỹ năng của bản thân. Chúng ta liên tục thử thách, trải nghiệm bản thân và tìm những cái cách có thể giúp ta thoát khỏi những cái khó khăn hiện tại. Điều gì không hiểu thì ta luôn đặt câu hỏi để tìm cách chinh phục nó. Như vậy là chúng ta đã xong cái phần bàn bạc rồi các em. Sau khi xong phần bàn bạc thì chúng ta cần phải chuyển sang, đó là cái phần kết bài. Để chuyển sang phần kết bài này, các em cũng cần có câu chuyển. Thì trong phần kết bài này, chúng ta khẳng định lại vấn đề. Đó là chúng ta đề cao cái tinh thần ham học hỏi, thích khám phá, chê trách cái thói lười biếng, thụ động và giấu dốt của con người. Về liên hệ bản thân thì cái này các em phải tự làm, xem là các em đã có thực hiện theo cái tư tưởng, cái đạo lý được đề cập trong cái câu nói hay chưa.
nhở các em trước khi các em làm bài kiểm tra, đó là các em phải thực hiện nghiêm nội quy khi các em làm bài, không được bỏ giấy trắng, không gạch xóa bôi bẩn, giữ bài kiểm tra sạch đẹp, chữ viết phải rõ ràng và các em phải điền thông tin đầy đủ vào bài kiểm tra. Các em học sinh lớp 8 thân mến, cô thương chúc các em có thật nhiều sức khỏe, nhiều năng lượng tích cực để ôn luyện và làm bài kiểm tra định kỳ thật tốt. Thân chào các em.